Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8, sách mới Rayon, sách bài tập. Hôm nay chúng ta làm bài ôn tập Unit 1 và Unit 2, bài số 8 trang 21 với phần phát âm. Ok, bài đầu tiên của chúng ta phát âm SS, nhắc lại một chút xíu, phát âm SES nha. Có 3 cách. Cách thứ nhất, chúng ta phát âm là S. Đối trường hợp phải phòng khi tối, tức là những cái danh từ động từ mà kết thúc là chữ P, chữ F, chữ K, chữ T, thì khi thêm S và S vô chúng ta đọc là S. Trường hợp thứ hai, chúng ta đọc là IT. Đối với trường hợp là xe SH của chị Xuân, tức là những danh từ động từ kết thúc tận cùng đó là những cái chữ X, SH, G, E, CH, rồi S, thì khi thêm SES vào chúng ta đọc là IT. Và trường hợp còn lại chúng ta đọc là S. Nên trường hợp còn lại nó không thuộc phải phòng khi tối và cũng không có thuộc là SH của chị Sương. Câu số 1. Câu A, chúng ta thấy chữ K. Chữ K là thuộc trường hợp 1. Nó khi chúng ta thêm sở vô nó sẽ đọc là gì? Là sở. Câu B, Glam. Chữ M phát âm cuối cùng là chữ M chứ không phải chữ B, chữ B câm. Thì chữ M nó thuộc trường hợp 3. Nó không thuộc phải phòng khi tối, cũng không thuộc là SH của chị Sương. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta đọc là glams, khi thêm sờ vô đọc là z. Rồi chữ hit, chữ hit tức khi mà thêm sờ vô nó bản thân nó là chữ tờ đúng không, chữ tờ đứng cuối. Vậy là hit nó thuộc trường hợp 1, phải phòng khi tối, chúng ta khi thêm sờ vô chúng ta phát âm là z. Hit. Chữ stop cũng vậy luôn, trước khi thêm sờ vô bản thân nó là chữ p kết thúc cuối câu, cuối từ, stop là chữ p đó. Vậy nó thuộc trường hợp phải phòng khi tối rồi. Vậy khi thêm sờ và s vô chúng ta đọc là stop s. Vậy thì ở đây look s, hit s, stop s và glam s. Vậy thì đáp án đó là câu B. Sang câu số 2, phát âm chữ o u này. House là chữ ao. House. Young nó là chữ khác. Young. About là chữ ao luôn. About. Out. Out. Vậy chúng ta quay ngược câu C. Rồi sang câu số 3. Số 3 này, long, long, sun, sock, chop, long, long, sock, mà chop là chữ O, sun là chữ này này, chúng ta còn là câu C. Rồi sang câu số 4, torn là chữ O, talk là chữ O luôn, nhá, chữ O dài đó, torn, talk, war, và chúng ta có chữ pha là chữ A, pha đại diện quanh mặt câu B. Sang câu số 5, phát âm ed chúng ta cũng ôn lại về phát âm ed. Phát âm ses là phát âm ed, nó có quy tắc các bạn cần học thuộc. Phát âm ed, cách thứ nhất, khi các bạn nhìn thấy chữ tờ và chữ đờ, các bạn phát âm là chữ đờ, chữ it chứ, sorry, chữ it. Ví dụ như là nick mà thêm ed vào đọc là nick điệt đó, wanted đó. Trường hợp thứ hai, khi các bạn thấy nó kết thúc là chó, sủa, xôn, sao, khắp, phố, phường, thì khi thêm ed vào chúng ta sẽ đọc là chữ tờ. Ví dụ như stop mà thêm ed vào, stop mà thêm ed vào đọc là stop tờ. Trường hợp còn lại nó không thuộc trường hợp 1 và 2 thì chúng ta sẽ đọc là the, live the, play the. Ok, phát âm ed và phát âm ses chúng ta cần phải học thuộc lòng. Rồi decide là chữ trước khi thêm ed vào nó phát âm cuối câu đó là chữ the, decide, decide. Vậy khi thêm ed vào sẽ đọc là decided, decided, decided. Trường hợp thứ hai, câu B, travel là chữ l đúng cuối câu đúng không nào? Vậy khi thêm ed vào nó không thuộc trường hợp 1, không thuộc trường hợp 2, nó thuộc trường hợp 3 đọc là travel the. Listen cũng thuộc trường hợp 3 luôn, vậy đây là chữ n. Vậy khi thêm ed vào chúng ta đọc là listen the thuộc trường hợp 3. Answer, answer cũng thuộc trường hợp 3 luôn. Answer, answer. Ok, vậy thì khoan vào câu 5A. Vậy là câu 1B, câu 2C, 3C, 4B và 5A.